Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với cái căn nhà của Thường nha. Ngày hôm nay là một cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Và quay trực tiếp để cho quý vị, quý anh chị cùng xem cái căn nhà này. Đây là một cái căn nhà là mặt tiền đường nhựa quý anh chị ha, rộng 7m. Đó. Và căn nhà này thì còn rất là đẹp, rất là mới quý anh chị nha. Nhà vườn, nhà cấp 4, có căn nhà và có những cái cây cối xung quanh rất là đẹp nha quý vị, quý anh chị nha. Địa chỉ của căn nhà này thì nằm tại đường liên xã Long Sơn. Đường này là đường liên xã Long Sơn của xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Quý anh chị nha, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Với tổng diện tích là 579m2. Bề ngang là 17m, bề sâu là 35m. Chính xác là một cạnh là 35m và một cạnh là 37m quý anh chị nha. Đó. Rồi, hướng là hướng nam, hướng chính nam. Với tổng giá bán là 4 tỷ 680 triệu. Rồi, bây giờ là bên trong cái căn nhà này quý anh chị nha. Đó. Thì có một cái căn nhà cấp 4 còn khá là mới và kiên cố này. Rồi đằng trước mình thì có trồng một số loài cây cảnh này, rất là đẹp quý anh chị nha. Đó. Đây là một cái căn nhà mà Thường đánh giá là rất là phù hợp để quý vị quý anh chị mình nghỉ dưỡng này. Nhà mình nếu mà có sẵn xe ô tô thì đi thẳng vào luôn, xe tải, xe 7 chỗ, 4 chỗ đi lọt hết nha quý anh chị nha. Và đây là cũng một cái căn nhà nếu quý anh chị mình có điều kiện mình kinh doanh cũng là rất là tuyệt vời. Đây là anh Khắp nha quý anh chị ha, anh Khắp. Anh Khắp thì là chủ sở hữu của căn nhà này và anh muốn bán cái căn nhà này nha. Đó, thì anh ấy đang nợ ngân hàng. Đang nợ một ngân hàng một cái số tiền rất là lớn là 3 tỷ rưỡi ha. Nên là anh cần bán cái căn nhà này để trả nợ ngân hàng, chứ là trả ngân hàng không nổi nữa rồi ha. Không có gồng nổi lãi nữa rồi. Thì đây là cái căn nhà mà mình nhìn từ phía bên trong mình nhìn ra quý chị ha. Đó, có cái sân rất rộng. Đây là bên trong cái căn nhà quý chị nha. Thì phòng khách của căn nhà anh bố trí nội thất đầy đủ nha. Thì nội thất của căn nhà này anh ấy nói là có thể thương lượng quý chị nha. Một là anh có thể là đem đi khi mà di chuyển đến căn nhà mới. Hai là có thể thương lượng để lại cho anh chị những cái vật dụng mà anh chị cần nha. Đó. Thì đây là bên trong. Bên trong thì mình có cái tivi để khu vực này. Và có tới 3 phòng ngủ nha quý anh chị nha. Có 3 phòng ngủ này. Bên đây thì mình cũng có một cái không gian ở ngoài nữa. Cũng có thể làm phòng khách được quý anh chị ha. Đó, phòng ngủ đây thì rộng rãi, thoáng mát nè, có cửa sổ nha quý anh chị nha. Đấy, thì về đây mình sử dụng thôi. Có sắm lắp sẵn máy lạnh luôn này. Rồi. Đó anh chị, đó không gian này mình có thể để bàn ghế ở đây này. Đó, tiếp khách ở đây cũng được. Phòng khách đằng trước hoặc là phòng phía bên này. Đây là phòng ngủ thứ hai nha. Đó, rất là rộng quý anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, bên này là mình còn một phòng ngủ nữa này, phòng ngủ số 3. Đó, là có cửa sổ thoáng mát cho nhà mình luôn. Rất là sáng anh chị ha. Thì căn nhà này phù hợp cho gia đình mình là từ 6 người quý anh chị ha. Rất là tuyệt vời ha. Có thể là ông bà một phòng này, rồi quý anh chị một phòng, rồi con cái mình ha. Hai đứa con mỗi người một phòng. Đó, thì rất là phù hợp luôn, từ 6 người, 5 đến 6 người. Có nhà vệ sinh này. Rồi. Bên đây là cái không gian để mình có thể rửa rau cỏ này, chén đĩa này. Đó, còn bên phía bên này là cái không gian nhà bếp quý anh chị ha. Đó, mình nấu nướng là khu vực này nha. Đó, rất là rộng luôn nha. Khu này là nấu nướng là thoải mái luôn này. Các chị em phụ nữ mình chỗ tài nấu những cái món ăn ngon cho gia đình của mình ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ cùng ra phía sau này. Phía sau này là một cái không gian phải nói là một cái đường luồn anh chị ha.
một cái đường luồn ha, có cái cổng đi ra ngoài kia. Đằng sau là một cái mảnh đất của nhà người ta ha, chưa có trồng gì hết ha. À, rồi bên này là mình có một cái nhà kho. Đó, nhà kho rất rất rộng anh chị ha. Đó, rất rộng này, để đồ thoải mái luôn. Đó, rồi đây là mình từ nhà kho mình nhìn ra phía trước nhà này quý anh chị ha. Thì bên cạnh nhà mình đây cũng trồng rất là nhiều loại cây trái này quý anh chị ha. Đặc biệt là có trồng rất là nhiều mai ha. Cây hoa mai rất là đẹp ha. Đó, và một số loại cây hoa ở đây ha. Có cái bông hoa màu đỏ ha, rất là đẹp quý anh chị ha. Đó. Thì bây giờ thường xin tổng quan lại ha. Căn nhà này nằm tại là đường Liên Xã ha. Đường Liên Xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cách bến xe miền Tây của Sài Gòn á quý anh chị ha, là 23 cây số ha. 23 cây số là mình về bến xe miền Tây ha. Và với tổng diện tích là 579 m2, bề ngang là 17 m, bề sâu là một cạnh là 35 m, một cạnh là 37 m, hướng là hướng nam ha. Và pháp lý là sổ hồng riêng, với tổng giá bán là 4 tỷ 680 triệu ha. Quý anh chị cần cái căn nhà vườn này xem thực tế thì hãy liên hệ với số điện thoại của Thường nha. Và hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái căn nhà vườn mà Thường sẽ đăng sau này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái căn nhà vườn đẹp tiếp theo.